mình sẽ bán Satori San. Satori San theo mình biết nó là một thương hiệu của thằng Tây Ban Nha. Các bạn có thể lên trên Google gõ cái thằng thương hiệu này ra thì các bạn có thể biết nó là cái giá trị nó khá là cao. Nó bán cũng tầm 200 đô, 200 mấy triệu lên. Các bạn thấy cái đế này chắc lừ á. Cái đế của nó hầu như nó làm có một tông rồi. Mình thấy đặc điểm chung của nó, cái đế nó làm chỉ có một cái giống như một cái khuôn đế này. Một cái màu á, một màu đế gum và một màu xanh. Ở đây là cái logo của nó nha. Logo mặt, cái gương mặt người nhìn theo những cái kia này. Mà theo mình tìm hiểu, nó đầu tư chất liệu khá là xịn nha mọi người. Da nguyên một con luôn, có thể các bạn có thể thấy khá là ngầu hả? Da lộn nè, da trơn nè. Và đầu tư thêm in thêm cái này, cái size không là thấy là ghiền ghiền rồi. Mấy cái này thì hàng trong nhà máy ra nhé. Mình mua được vài đôi, vài đôi mình bán. Mình đang chào bán với 1.550.000 á. Hôm bữa trước là mình còn bán mắc hơn một xíu, bây giờ mình bán cho nó hết đi luôn cho rồi. Cái giống như cái mẫu này mà này khá đẹp, mình chỉ còn có 38, 39 và 40 thôi. Em này thì nó là kết hợp giữa da lộn và chất liệu vải, giống như cái vải mà cái gì ta, dạng gì mình cũng chẳng biết đó. Dạng này thường thường người ta sẽ sử dụng như theo những phong cách áo của mùa đông. Nguyên con em này là mình có size 41 này, mình có hai đôi, mình có 40 và 41 em này á. 40 và 41 em này thì mình có 43 43 form nó bự nha mọi người. 43 chứ mình nghĩ chân 44 cũng có thể mang vừa mà. À không, 43 thì tầm 42.5, 43 là mang vừa đó. Cái mặt dài nó có phần dày á, nên là mình mang vào nó ôm fit với tắc nữa là được rồi. Nên là mà làm cái hoa văn dạng thổ cẩm cũng khá là lạ. À, thương hiệu logo nào phía sau. Các bạn muốn mang không đụng hàng thì lấy mấy em này á, khá là đẹp. Đúng rồi, mẫu này thì mình có 40 và 41. Mấy anh nào hỏi thì mình là mình coi đây giùm em luôn nhé. Về hôm mình cũng quên mất. Rồi cái này nói rồi mình xin để quên. Cái này nói rồi. Đây nữa nè. Có em này size 40 khá là đẹp ấy. Mình nghĩ là chân 40, 39.5 là mang dừa. Có một tấm ảnh mà lên chân của cái màu này lên tâm khá là đẹp. Ở đây là da lộn màu nâu và ở đây là vải dạng vải canvas, vải dạng vải bố á. Màu xanh rêu và dây đây khá là đẹp. Đây là cái logo bên dưới của nó này. Đằng sau gót thì luôn luôn chung một thiết kế nữa là chữ dòng chữ Satori San. Satori San. Lại lấy tiếng Nhật á. Để xuống cho bớt đi. À, anh nào mua nón là tôi còn có hai cái mẫu nón bán luôn này. Mình đang tách dài quá lấy bán ké. Cái này đang chào bán 250 cho mọi người. Hàng xịn đàng hoàng, full tem. Đang lấy đội ké. Mình có mấy cái. Cái này xong luôn rồi. Ok. Chân anh nào 43 lấy màu này đẹp này. Đế gum màu xanh. Cái nền đỏ. 43, 42.5 là sọt em này là hết lý. Đỏ này dạng kiểu đỏ đô đô với thêm một điểm nhắn của nó là màu cam này á. Nó có thêm hai cái dây. Hai dây. Mình thích đơn giản là lấy dây này, thích nổi nổi xíu có điểm nhắn mút dây này vô là ok, còn dây 3T. Ush, em này là da chắc lừ luôn này, mang này á. Đây là cái mẫu mới nha mọi người. Cũng là thằng Satori San nó luôn nhưng mà thiết kế mới, thấy cái đế khá là dày á. Mình ưng nhất cái dòng logo nó in dưới đế này. Quá phê, nó theo phong cách của mấy thằng Brasiaga vậy đấy. Ở trên đây cái logo nó in khá là xịn. Đôi này mà bán cái 1.550.000 thì quá ghiền, quá rẻ. Thật, nói thật. Các bạn có thể thấy da nó nè. Da mà chơi dài mà mầm mà mò vô trúng những cái da này là thấy là ghiền liền. Quá phê. Đôi này chắc phải để đi quá, sai nhiêu đấy. Đôi này mình có xe nó đâu rồi. Không biết sai làm đâu. À đấy. Ủa. Ê, này sai nó làm đâu. Yeah, sai nó làm đây. Không lẽ cái này nó làm có một bên sai ta.
Đây mọi người, đây bên đây nó có cái tem nè, bên đây là size 41 nha mọi người. Không lẽ nó làm có một bên đọc vậy luôn hả trời? Mình mới biết luôn. Đây mình coi bên đây coi có sai. Thế như vậy thì làm sao nó biết bên nào có bên nào không? Hay là nó mắc xem sai? Ở đây thì nó không ghi sai á. Bên trong nó chỉ ghi mắc in Việt Nam thôi. Nhưng mà cái mẫu này bên trong nó làm cái vải nhung bên trong khá là mịn, khá là mềm. 41 1.550.000 quá rồi. Hết rồi. Em này mình còn nhiêu đây? Em này có 41 này. Này nãy nói chưa ta? Mẫu này mình có xe 41 này. Mình én lên bữa giờ mình chờ mình mới đăng mình bán chứ. Chờ các bạn tìm ngoài thị trường cũng khá không còn nhiều đâu nhé. Lâu lâu nó la được một lô thì mình sẽ mua được vài đôi nhưng mà... anh nào mà có ghệ mang Stamix á. Bây giờ hết bán kia bán qua Stamix nha. Stamix nguyên mặt dài full da. Mình còn có size 38.5 thôi. 38.5 24.5cm. Để tầm 39. Tầm 39 với hãng khác luôn. 38.5, 39 mang dừa. Đang bán có 750. Quất đi. Mới tin luôn, không có cái hộp thôi. Hôm bữa mình bán 1.000.000 mấy, giờ mình thanh lý á. Còn mấy đâu mình bán hết á. Rồi, Santoli hôm nay hết rồi. Santoli hôm nay có nhiêu đây thôi. Santoli có mấy mẫu á. Mấy bữa trước mấy bạn kia chào nữa mà chưa lấy. À đây còn một mẫu Santoli nữa nè. Ồ, quên chứ. Còn Santoli, Santoli xanh mọi người ơi. Đây, còn nữa nè. Cái này là mình có 40, 41 và 42, 3 size luôn, quá đã. 40, 41, 42 nha. Còn đôi này mới nhiều size nè. Đôi này nãy mình coi nhiều size quên mua bà luôn nè. Hình như là có 40, 42, 43 và 44 mẫu này. 40, 42, 43 và 44. Quá ngầu, mà chịu anh nào mới hỏi tôi đâu. Lên đây alo gương tiếng đi bắn địa chỉ qua, mai ship cho. Mai rảnh ở nhà này. Mai cũng không phải rảnh ở nhà đâu, nhờ mai được làm ở nhà. Quá ghiền anh em. Có mấy mẫu thôi mà sao mình dục tùm lum hết. Nào em chán quá. Rồi. Hết nha bà con. Nhắc lại, em này có 40, 42, 43 và 44, nếu không nhầm. Ai càng này, tôi chắc lại lần nữa chẳng. Rồi chào nha, bữa trước anh em nào mà yêu cầu làm Santoli San thì bây giờ mình làm rồi nha. Mình còn gì ta? Mình còn mấy cái link tin khác như là Follow nè, Nay bữa làm rồi, Acid. Và hôm thì mình sẽ làm thêm mấy cái dọc. Và hôm làm thêm mấy cao cổ, mình không hiểu tại sao những cái này. Mấy anh không thích mang cao cổ hoặc mấy anh miền Bắc ở đâu mà mấy anh không thích đôi mẫu này nữa chứ. Mẫu này da, đế màu đen, khá là ngầu và chắc lừ. Size 9 nữa chứ, size chuẩn luôn. 27cm, 42, 9US, 27cm. Mà mấy anh bỏ quên luôn, thiệt. Thì mốt ngày ông kiếm ông làm, tôi chắc luôn. Ông nào sợ đen lấy trắng đi, có trắng luôn nè. Trắng luôn này, mặt dày phun da luôn. Không sợ dơ vì nó làm theo cái tâm vintage. Các bạn có thấy những cái điểm dơ này không? Điểm dơ này là nó cố tình làm chứ không phải là nó bị dơ. Lát nhá nhẹ thôi. Còn anh nào muốn chơi da là quốc em này. Em da được cái đế chiều cao nữa. Tôi già là tôi không mang được chứ mẫu này hồi trước tôi mua cho tôi nè. Size 8US 26cm. Anh nào mà nghệ sĩ xíu chơi mấy này nó sọt vô lên mô tô móc. Còn dòng denim này nữa nè. Quá phê, quá phê. Có còn gì nữa bán bà con không? Hết gì bán à? Nè, bữa tôi lấy đôi này gì nó khắc laser trên đây thôi nè. Mọi người có thấy không? Nó khắc những cái dòng chữ mặc dù tôi không hiểu gì hết nhưng mà tôi thấy khá là ngầu. Chắc lừ luôn. Cái này mà lên chân sọt nữa. Quá phê, đế vinh. Này chắc liệu gì ta? Như dạng như giải bố. Nó không phải là da nữa. Nhưng mà cái thiết kế này thì nó ăn đứt con vợt. Bán 1.200.000 xe máy 8 US 26cm. Còn giờ chào nha.